Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong 3 tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Vậy thì trong 3 tháng cuối năm này, vận trình của những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ ra sao, cát hung thế nào và cái tháng nào là cái tháng để quý vị có thể thâu thu cái tài lộc, mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho mình trong suốt năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết thêm cái vận trình chi tiết. Thưa quý vị, so với cái năm 2022 thì vận khí của những người tuổi Tỵ trong năm 2023, năm Quý Mão được đánh giá là có những cái khởi sắc hơn hẳn, rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng để có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải là lúc. Những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ vẫn nên chú trọng đến cái sự ổn định là hơn. Nhìn chung ấy thì sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 tuy không bị thụt lùi nhưng cũng chưa đến mức được tăng tiến rõ ràng trong năm 2023. Nếu mà có sự chuẩn bị chu đáo cộng thêm cái sự sáng tạo và một chút may mắn thì các bạn có thể xoay chuyển cái vận mệnh của mình, tự tìm ra cái lối đi thành công cho mình. Thưa quý vị, trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm để mang lại cái bình an may mắn cho mình trong suốt năm 2023 năm Quý Mão. Đấy, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vật phẩm kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế. Quý vị có thể để trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại để luôn mang theo bên mình để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may trong năm 2023 năm Quý Mão này. Thưa quý vị, trong cái năm 2023 năm Quý Mão thì cái vận khí của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 khá là hanh thông. Tài vận thì khá, thu nhập thì ổn định và ngày càng có xu hướng gia tăng. Nếu có kế hoạch chi tiêu và quản lý tiền bạc chặt chẽ thì trong năm có thể tích lũy được một khoản tiền không hề nhỏ. Cái chuyện tình cảm của những người tuổi Kỷ Tỵ thì cũng chưa được ưng lòng và hợp lý. Một số người thì nói chung vẫn đang trong cái tiến trình tìm kiếm cái nửa kia, nhưng mà mọi chuyện có thể chưa thật sự được suôn sẻ. Những người đã kết hôn cũng phải đối mặt với nhiều cái thử thách hơn. Nếu mà không tiết chế cái cảm xúc thì sẽ rất dễ dẫn tới cái mối quan hệ ngoài luồng. Quý vị thân mến, trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Kỷ Tỵ gặp cái vận niên là Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ Dẫn Trăng. Đây là cái hình tượng mang tới cái điểm cát lành về một năm đầy đủ vui vẻ, hạnh phúc, sung túc. Công danh thì sẽ được toại nguyện, còn về chuyện tình cảm thì ngày một cát lành. Người vui thì cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi sáng, tươi đẹp, ước được, muốn thì thành. Gia đình thì êm ấm, tình yêu thì sẽ được toại nguyện. Thưa quý vị, trong năm 2023 năm Quý Mão, xét về cái thiên can, chúng ta có Kỷ Thổ gặp Quý Thủy, đúng không ạ? Thì trong năm, Kỷ Thổ gặp Quý Thủy nó bị khắc chế, có sự cạnh tranh mạnh mẽ cho công việc, làm ăn. Quý nhân đâu chưa tới thì đã thấy tiểu nhân vây hãm. Công việc hay là tiền bạc duy trì ở mức độ bình ổn là tốt rồi, không có mong muốn được tăng trưởng mạnh mẽ. Thêm vào đó, xét về cái quan hệ địa chi, chúng ta có Tỵ gặp Mão thì nó là không bị xung, không bị phạm gì cả. Đó. Vậy nên công việc làm ăn thì cũng không bị thụt lùi nhưng mà cũng chưa có những cái bước tiến rõ rệt. Trong năm có thể xuất tiền đầu tư hay là mở rộng cái chuyện làm ăn, cũng kiếm về không ít cái lợi nhuận. Còn xét về cái ngũ hành, chúng ta có Kỷ Tỵ là Mộc đấy, gặp Quý Mão là Kim, tức là bản mệnh thì sẽ bị năm nó khắc, bị lưu niên nó khắc. Tình duyên thì cũng chưa thực sự được ưng lòng, còn gập ghềnh khó đi. Những người độc thân thì vẫn chưa tìm được cái đối tượng phù hợp vì còn mải mê phấn đấu cho cái sự nghiệp của mình. Các cặp đôi thì đã kết hôn đối mặt với nhiều cái xung đột, đa phần là gánh nặng về tiền bạc. Thưa quý vị, với những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 thì có vận khí không mấy hợp lý, không mấy lý tưởng trong năm 2023. Các phương diện từ công việc, tài chính, tình duyên đều gặp ít nhiều cái bất lợi. Cái điều này cho thấy là bản mệnh chuẩn bị cái tinh thần để đương đầu với những cái sự kiện nó xảy ra. Cần phải tiết chế cái cảm xúc của mình, không để gây ra những cái xung đột đáng có, phá hỏng cái mối quan hệ hiện tại. Thưa quý vị, trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là 35 tuổi. 35 tuổi thì gặp cái sao hạn là cái sao Thái Âm. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Thái Âm nó là một cát tinh mang tới nhiều cái điều cát lành, cái sự vui vẻ về tinh thần, sự giàu có về tiền bạc, làm cho được toại nguyện những cái mơ ước của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong năm thì đương số có duyên với bất động sản hoặc những cái mối quan hệ đầu tư có thể được hưởng lợi từ những cái hạng mục này. Bên cạnh đó, năm 35 tuổi thì gặp cái hạn là cái hạn Diêm Vương. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động dày văn thư. Cái hạn Diêm Vương nó chủ yếu nó bất lợi về cái chuyện sức khỏe, về thể chất cũng như là về tinh thần.
cần phải hết sức lưu ý cái vấn đề đi lại khi tham gia giao thông để phòng ngừa những tai nạn bất ngờ nó có thể ập đến. Bên cạnh đó, trong năm có thể có tin buồn, tin tăng chế từ họ hàng hay là từ xa đưa tới. Vậy nên trong thời gian này, những người tuổi Kỷ Tỵ Nam Mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Bằng bạc nó có tác dụng kỵ tà hóa sát. Vì vậy mà khi quý vị bị trúng gió hay là trúng tà thì chúng ta sẽ sử dụng cái vật phẩm bằng bạc để đánh gió. Bên cạnh đó, trong cái minh quang pháp bảo được để khắc lục tự đại minh chú của nhà Phật đó. Và ở giữa có một cái viên cầu pha lê, chúng ta trong viên cầu này có hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát kèm theo bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi chúng ta mà sử dụng cái đèn chúng ta dọi qua phía trước ấy, thì nó hiện lên cái chú Bát Nhã Tâm Kinh cũng như là cái bài Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Vì vậy nó mang cái hình tượng là khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp quý vị đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Khi mang theo cái minh quang pháp bảo bên mình thì sẽ được thần Phật che chở độ mệnh, giúp chúng ta được tịnh tâm an nhiên, đấy, giúp chúng ta khai sáng trí tuệ, giúp tăng cường cái phúc đức, từ đó sẽ mang lại cái may mắn, mang lại hanh thông. Bên cạnh đó, cái minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, như là cái sao Thái Âm, Thái Dương, đúng không ạ? Sao hạn Diêm Vương cũng như là các loại đại hạn xấu, giúp quý vị có một năm bình an và may mắn. Minh quang pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn, mang lại cái hanh thông trong cái tài vận của mình trong năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, như vậy là với những gia chủ năm Mạng ấy thì nói chung tuổi Kỷ Tỵ được sao tốt đến chiếu mệnh, báo hiệu có nhiều cái tin vui, tin cát lành, tinh thần nhờ vậy mà cũng được cải thiện đáng kể, kế hoạch làm giàu thì cũng có phần khả quan thêm, nhưng mà vẫn phải dựa vào cái chủ yếu là cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Quý vị chớ nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong thời gian này thì sức khỏe có phần sa sút, quý vị cần phải chú ý đi lại, tham gia giao thông. Bên cạnh đó cũng nên có chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái thể chất của mình lên đó. Tiếp theo với gia chủ nữ mệnh thì chúng ta là 35 tuổi. 35 tuổi thì gặp cái sao hạn là sao Thái Bạch. Các cụ có câu là gì? Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ, tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Đây là cái sao xấu, gây ra chuyện hao tài tốn của. Năm 2023 mà gặp cái sao này chiếu mạng thì nữ mệnh tuổi Kỷ Tỵ dễ bị hao tài tốn của. Công việc kinh doanh thì có tiểu nhân quấy phá, cần phải đề phòng cái chuyện quan sự. Cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Và quý vị cũng nên kỵ màu trắng. Thêm nữa, cái năm 35 tuổi lại gặp cái hạn năm là cái hạn thiên la. Đấy. Các cụ có câu là thiên la hạn ấy quấy kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật, họa trao phải phòng. Thiên la được ví như là cái bẫy, cái lưới trời giăng sẵn. Gặp phải cái hạn thiên la thì bản mệnh dễ bị phá phách không yên, đau ốm bệnh tật thì khó khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh thì đều do quỷ quấy gây ra, mà ảnh hưởng tới cái sức khỏe, tới công việc của quý vị. Vậy nên trong thời gian này để hóa giải cái hạn thiên la ấy, và cái sao Thái Bạch, thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái vật phẩm phong thủy Vạn Phúc Chi Nhân này nó là một cái pháp khí phong thủy, phía trước có hình chữ vạn của nhà Phật, đó, phía trên này có hình chữ vạn của nhà Phật và mặt sau của nó là hình chữ phúc, đó. Sử dụng cái chữ vạn tức là vạn điều may mắn, vạn sự hanh thông. Chữ phúc là giúp tăng cường phúc đức, tăng cường cái phúc phần đó. Bên cạnh đó nó được trang trí bằng một viên đá ruby sao. Đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải những xung sát, những thị phi và hóa giải những cái vận hạn xấu như là sao Thái Bạch, hạn thiên la cũng như là cái hạn tam tai. Khi mang theo bên mình sẽ được gì, thần Phật che chở độ mạng, giúp hóa giải những vận hạn xấu và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Cái vật phẩm Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là cái gia chủ nữ mạng. Thưa quý vị, như vậy là với những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng ấy thì trong năm bị hai cái sao xấu là Thái Bạch và Thiên La nó chiếu mệnh, nên cái cuộc sống có nhiều cái xáo trộn, làm nhiều nhưng mà chưa chắc đã hưởng được nhiều. Cái điều tiếng thị phi, cái hạn tiểu nhân có thể quấy phá bất cứ lúc nào. Ngoài ra bản mệnh cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân để tiết chế cái cảm xúc. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trong năm 2023 năm Quý Mão thì với cái niên mệnh thì những người tuổi Kỷ Tỵ nam mạng có vẻ như là may mắn hơn nữ mạng. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn của
3 tháng cuối năm âm lịch là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Vậy thì trong 3 tháng này, tháng nào là tháng tốt nhất, tháng nào là tháng mà quý vị cần phải hết sức lưu ý đề phòng? Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng 10 âm lịch, nó là tháng Quý Hợi. Thưa quý vị biết đấy là tháng Quý Hợi thì chúng ta có cục diện là Tỵ và Hợi là tương xung. Những người mà tuổi Kỷ Tỵ thì trong tháng 10 âm lịch này thì công việc có nhiều xáo trộn, kể cả cuộc sống cũng có nhiều thay đổi, môi trường xung quanh thì cũng có nhiều biến động, không được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng cần phải hết sức cẩn thận. Thêm nữa là chúng ta có Kỷ mà gặp Quý thì nó lại là vận thiên tài. Trong thời gian này có thiên tài nó ghé thăm, vậy nên cho thấy những người tuổi Kỷ Tỵ rất giỏi trong công việc, thể hiện cái bản lĩnh của mình trong việc kiếm tiền. Ngay cả khi cái tình hình kinh tế nó khó khăn như hiện tại thì quý vị cũng khéo léo mở ra những cơ hội tốt để tăng thêm cái thu nhập cho mình. Thế nên cái việc tiền tiêu dùng dính là cái điều dễ hiểu với những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Bên cạnh đó chúng ta có Hợi thì ẩn tàng thiên can Nhâm và Giáp. Kỷ mà gặp Nhâm thì nó là chính tài. Gặp cái cục diện chính tài cũng cho thấy trong tháng 10 âm lịch thì thu hoạch của những người tuổi Kỷ Tỵ cũng khá là khả quan. Quý vị nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều cái lợi nhuận hơn. Trong tháng 10 âm lịch này, dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều có được cái sự hài lòng về kết quả mình nhận được. Thêm nữa chúng ta có Kỷ mà gặp Giáp thì nó là chính quan. Chính quan cũng nhắc nhở những người tuổi Kỷ Tỵ trong thời gian này đánh giá lại cái tình hình. Các bạn cũng nên đề cao cái chất lượng hơn số lượng để giúp cân bằng những cái cảm xúc và cái hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, cái thái độ đúng về tiền bạc sẽ mang tới cho những người tuổi Kỷ Tỵ cuộc sống được như ý, không lo thiếu thốn. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn thì quý vị cũng biết cách xử lý mọi thứ một cách ổn thỏa, không phải tất bật sớm hôm như thời gian trước đây nữa. Trong cái tháng 10 âm lịch thì có cái lưu niên Bạch Hổ nó nhập mệnh, vậy nên nó có thể mang đến những cái điểm tranh đấu, những cái sự cạnh tranh lành mạnh hay là không lành mạnh. Chính vì thế mà làm gì thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ cũng nên tính toán cẩn thận và lường trước những cái sự việc xấu nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị thận trọng trong cái việc dùng người, kẻo lại bị người khác lấy oán trả ơn hoặc là bị hại lén sau lưng. Bên cạnh đó trong tháng thì với nam mệnh thì gặp sao Kình Dương và sao Lực Sĩ, nó thể hiện được cái khả năng trời ban, đó là sức mạnh, sự uy quyền đấy. Vì thế mà cái sức khỏe của những người tuổi nam mệnh trong thời gian này cũng không có vấn đề gì cả. Với nam mệnh gặp cái lưu niên Kình Dương đó, nó là cái sao chủ về cái sự bảo thủ, khó tiếp thu, hiếu thắng, cao ngạo, ăn nói thì dễ mất lòng người khác. Còn nữ mệnh thì gặp sao Quan Phủ và sao Đà La. Quan Phủ nó có thể tạo ra những cái rắc rối liên quan đến mặt giấy tờ về pháp lý, nhắc nhở những người tuổi Kỷ Tỵ cần phải hành sự một cách thận trọng. Trước khi đặt bút ký bất kỳ cái giấy tờ hay văn bản nào thì cũng cần phải rà soát một cách thật kỹ càng. Các cụ nói là cẩn tắc vô ưu, sai một ly đi một dặm. Vì vậy quý vị đừng chủ quan lơ là, đến lúc lại phải gặp tình trạng tiền mất tật mang. Đó. Bên cạnh đó nữ mệnh thì gặp cái sao Đà La. Đà La nó cũng chủ về cái sự xảo quyệt, phá hoại, phá bại. Đấy. Vậy nên trong tháng này cũng rất dễ có hạn tiểu nhân hãm hại. Và để hóa giải những cái hung tinh này đi ấy, sao Bạch Hổ cục diện là Tỵ Hợi là tương xung, cũng như là Đà La Quan Phù, cũng như là cái sao Kình Dương ấy, nó mang lại cái họa tiểu nhân, cái hạn thị phi, thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu sẽ sử dụng cái cát khí của tam hợp, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những cái xung khắc thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại trong công việc. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp tình cảm vợ chồng, tình cảm giữa các cặp đôi. Từ đó sẽ không còn tình trạng là xung khắc, không còn tình trạng là tiểu nhân hãm hại nữa. Và khi mà không còn tình trạng tiểu nhân hãm hại hay lén sau lưng, mà mọi người lại đồng lòng hợp sức, thì công việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Cái vòng tam hợp quý nhân này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cái năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, như vậy là cái tháng 11 là cái tháng mà có thiên tài, chính tài và chính quan nó chiếu mệnh. Vậy nên đây là một cái tháng mà quý vị cũng nên tiến hành công việc đầu tư kinh doanh hoặc là mở rộng cái hệ thống của mình ra. Trong thời gian này thì quý vị cần lưu ý là có cái lưu niên Bạch Hổ và Kình Dương Đà La, cũng như là cái cục diện tương xung, nó sẽ xuất hiện cái tiểu nhân hãm hại. Vì vậy mà quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó được hanh thông thuận lợi hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý. Trong tháng Giáp Tý chúng ta có gì? Kỷ mà gặp Giáp thì nó là vận chính quan. Hơn nữa chúng ta có cục diện là Giáp Kỷ là hóa thổ, đúng không ạ? Là được cái bộ gọi là gì? Là ngũ hợp,
Đấy. Ở trong thời gian này, Kỷ gặp Giáp thì là chính quan, nó được chính quan nó xuất hiện, nó giúp sức khiến cho những người tuổi Kỷ Tỵ xử lý các vấn đề một cách là điềm tĩnh hơn. Khi mà những người tuổi Kỷ Tỵ đánh giá mọi việc đều dựa trên cái quan điểm và không dựa vào cái việc bề ngoài, quý vị sẽ trở nên nổi bật hơn với cách xử lý một cách là khôn ngoan và có tình có lý của mình. Trong cái tháng 11 âm lịch này cũng là cái thời điểm điều chỉnh các vấn đề về tài chính của những người tuổi Kỷ Tỵ, tránh những cái rắc rối về thuế má, về các vấn đề về tiền bạc. Trong thời gian này các bạn dễ có những cái quyết định đúng đắn hỗ trợ cho cái tương lai của mình được tươi sáng hơn. Thêm vào đó chúng ta có Tý thì ẩn tàng thiên can là Quý, Kỷ mà gặp Quý thì lại là cái vận thiên tài. Cái thiên tài nó đưa ra những cái chỉ dẫn khiến cho những người tuổi Kỷ Tỵ thoát khỏi những khó khăn về tài chính hiện tại. Trong cái tháng 11 âm lịch này thì có thể nhận được nhiều cái thông tin tốt lành về tiền bạc hoặc là các thông tin liên quan đến hợp tác đầu tư kinh doanh. Tháng 11 là một cái tháng cực kỳ có nhiều cái cát tinh, cái chiếu mệnh như là có lưu niên phúc đức, lưu niên thiên đức, lưu niên lục tồn và lưu niên bác sĩ. Cái phúc đức nó chủ về cái sự thông tuệ, sự sáng suốt, chủ về cái trí tuệ kèm đi với đạo đức. Vậy nên trong thời gian này những cái cách ứng xử, những cách làm của những người tuổi Kỷ Tỵ thì cũng rất được lòng mọi người. Và những quyết định của quý vị đưa ra thì được cấp trên ghi nhận cũng như là được mọi người tôn vinh. Bên cạnh đó gặp cái sao lộc tồn nó chủ về cái tức lộc trời ban, tức lộc vua ban, nó chủ về cái sự giàu sang phú quý, kiếm tiền và làm giàu trong tháng này cũng cực kỳ dễ. Gặp cái lưu niên bác sĩ thì nó chủ về cái chuyện là phúc thọ, giải trừ bệnh tật, chủ về sự thông thái. Vậy nên trong thời gian này thì gặp cái lưu niên bác sĩ này thì cũng gì có được một cái sức khỏe tốt hơn, không còn bị khó khăn, không còn bị bệnh tật nữa. Nếu có bệnh thì cũng chữa nhanh khỏi đó. Thưa quý vị, và trong tháng 11 này để mang lại cái may mắn, sự vạn sự hanh thông cho mình thì những người tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Đấy. Khi mang vòng quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống và công việc. Đấy, khi mà gặp trắc trở, khi mà gặp khó khăn, khi mà gặp cái hạn tiểu nhân trong công việc thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ xuất hiện kịp thời, giúp cho quý vị và các bạn hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và mang lại cái may mắn, mang lại tài lộc cho những người tuổi Kỷ Tỵ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại sự bình an cho mình. Như vậy là trong tháng 11 là một cái tháng mà quý vị cũng có thể là gì? Có chức có quyền đó, có được cái tiếng nói của mình. Và cái thứ hai là quý vị có thể đầu tư kinh doanh do có cái thiên tài nó hỗ trợ đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 12 âm lịch, nó là tháng Ất Sửu đó. Chúng ta có Tỵ gặp Sửu là cục diện tam hợp, thì nhờ có cái tam hợp nó trợ lực, nó giúp sức mà những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình trong công việc hoặc là trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Nếu mà làm tốt thì các bạn hoàn toàn có thể trở thành những người dẫn đầu, vượt xa đối thủ. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào nó cũng đến. Vì vậy mà bản mệnh đừng có dại mà bỏ lỡ bằng bất cứ cái giá nào. Trong tháng này chúng ta có Kỷ gặp Ất thì nó là gì? Nó là thiên quan. Gặp cái cục diện thiên quan nó ngăn lối. Vậy nên những người tuổi Kỷ Tỵ cần phải cẩn trọng khi trao đổi các vấn đề với cấp trên. Khi một quan điểm đôi bên bất đồng thì các bạn cũng cần phải thay đổi cái góc nhìn nhận vấn đề, chứ không nên khăng khăng theo cái suy nghĩ của bản thân. Đó. Thêm nữa là gì? Trong cái tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu ấy, Sửu thì ẩn tàng ba thiên can Kỷ, Tân và Quý. Chúng ta có Kỷ gặp Kỷ thì nó là Tỷ Kiên. Chịu tác động từ cục diện Tỷ Kiên, vậy nên những người tuổi Kỷ Tỵ có cái cơ hội để thể hiện cái điểm mạnh của bản thân một cách là rõ ràng hơn. Quý vị sẽ đưa ra được những cái quyết định sáng suốt. Dù gặp phải bất kỳ cái tình huống khó khăn nào thì con giáp này cũng xử lý một cách nhanh gọn, hợp tình hợp lý, ngày càng chứng tỏ được cái vị thế quan trọng của mình trong tập thể. Thêm nữa, chúng ta có Kỷ gặp Tân thì nó là Thực Thần. Cái Thực Thần nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Kỷ Tỵ phấn chấn hơn trong cuộc sống. Lúc này thì bản mệnh có thể tạm thời gác lại mọi công việc bộn bề sang một bên và làm những gì, điều gì mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, chúng ta có Kỷ gặp Quý thì nó là vận thiên tài. Cái thiên tài nó đưa ra những chỉ dẫn giúp cho những người tuổi Kỷ Tỵ thoát khỏi cái tình hình khó khăn trong cái vấn đề tài chính hiện tại đó. Bên cạnh đó, trong cái tháng 12 âm lịch này thì có thể nhận được nhiều thông tin tốt lành về tiền bạc hoặc những thông tin liên quan đến chuyện hợp tác đầu tư kinh doanh. Và từ đó sẽ mang ra cái lợi nhuận cho những người tuổi Kỷ Tỵ. Đặc biệt là trong tháng này là tháng cuối năm, vậy nên cũng sẽ xuất hiện cái tình trạng là gì được tặng quà, được tặng thưởng hoặc là được tháng lương thứ 13 từ khách hàng hoặc là từ đối tác. Đó. Vậy nên là tháng này cũng là một tháng thâu thu khá là nhiều tài lộc cho những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thưa quý vị, trong cái tháng 12 âm lịch thì xuất hiện cái lưu niên điếu khách, nó là cái sao chủ về sự phóng khoáng, quan hệ rộng. Trong tháng này quý vị cứ đừng có ăn chơi cờ bạc hoặc là đam mê tửu sắc rượu chè là các bạn khá lắm rồi.
các bạn giỏi ăn, giỏi nói và có tầm ảnh hưởng đến bạn bè của xã hội. Nếu mà quý vị mà lỡ mà để xảy ra những sự việc xấu, nó có thể làm mất cái uy danh, uy tín của mình và sẽ dễ gặp thất bại trong năm. Bên cạnh đó thì trong năm ấy, thì với nam mạng thì gặp sao quan phủ. Quan phủ nó chủ về sự quản lý về pháp luật, tượng là quan chức, là hình pháp, là công đường, là tòa án, vân vân. Vậy nên nếu mà những người mà làm ăn bất chính, không chính đáng thì sẽ rất dễ vướng vào cái họa thị phi và rất dễ phải đi ra hầu tòa. Còn gặp cái sao nam mệnh, gặp sao Đà La thì nó chủ về sự gian ngoa xảo quyệt, dễ có tiểu nhân hãm hại trong thời gian này. Bên cạnh đó với nữ mệnh thì gặp cái sao Lực Sĩ và sao Kình Dương. Cái Lực Sĩ nó chủ về cái sự khỏe mạnh, sự cứng rắn, sự sung mãn. Đấy. Vậy nên trong thời gian này cái sức khỏe của những người tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng ấy thì không có gì phải đáng lo cả. Quý vị sẽ có thể hiện được các quyền uy của mình trong công việc cũng như là với mọi người trong công ty. Bên cạnh đó lại gặp cái sao Kình Dương. Cái lưu niên Kình Dương nó khiến cho những người tuổi nữ mạng Kỷ Tỵ ấy khó tiếp thụ ý kiến của người khác. Sẽ tự nhiên trở nên bảo thủ hơn, trở nên hiếu thắng hơn, trở nên cao ngạo hơn. Ăn nói thì cũng dễ mất lòng người khác. Vậy nên dễ đắc tội với tiểu nhân. Bởi vậy cho nên trong cái tháng 12 lịch ấy, thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân che chở giúp đỡ. Khi mà gặp khó khăn, khi mà gặp trắc trở, khi mà gặp bất trắc trong công việc thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn đổ về với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2023 năm Quý Mão vào 3 cái tháng 10, 11, 12 lịch. Trong 3 tháng thì nói chung 3 tháng này cũng đều là khá tốt với những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những tháng cuối năm này, quý vị cần phải đề phòng cái hạn tiểu nhân hãm hại cũng như là cái họa thị phi. Vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói, tránh đắc tội với tiểu nhân mà lại mang cái họa về mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.